Trong khi đang có nhiều nỗ lực để giảm áp lực vào tài nguyên thiên nhiên, thì cũng còn không ít những hoạt động gây ảnh hưởng lớn đến tài nguyên môi trường. Thưa quý vị, dù đã có nhiều giải pháp siết chặt công tác quản lý, nhưng tình trạng khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn trong thời gian qua vẫn diễn ra âm ỉ. Điển hình như tại điểm nóng khu vực đồi Vũng Nhựa, thị trấn Phong Điền, mà theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng thời sự là đã hết hàng, nhưng các hoạt động khai thác vẫn diễn ra. Khu mỏ này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh, một doanh nghiệp trên địa bàn Phong Điền, và vào tháng 7 năm 2018 từng bị thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường xử phạt hành chính 120 triệu đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự về những diễn biến gần đây. Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tiếp cận khu mỏ tại đồi Vũng Nhựa. Vượt qua diện tích đã bị khai thác nham nhở trước đây để vào sâu bên trong, phóng viên phát hiện nhiều dấu vết cho thấy hoạt động khai thác vừa mới diễn ra. Theo kết quả kiểm tra thực địa trước đó của các ngành chức năng, khu mỏ này có chứa oxit sắt cao, đất dạng sét màu vàng pha cám, đá, đất, có dạng đá phiến sét màu nâu đen. Năm 2018, sau khi báo chí phản ánh và Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh yêu cầu làm rõ tình trạng khai thác chui khoáng sản bán cho các nhà máy xi măng, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định xử phạt hành chính với công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh. Quyết định nêu rõ, phạt 60 triệu đồng về hành vi phát hiện khoáng sản mới trong quá trình khai thác mà không báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt 60 triệu đồng về hành vi thu hồi sử dụng khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cho phép. Tổng số tiền công ty Trường Thịnh phải nộp phạt là 120 triệu đồng. Thực hiện chức năng giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, chúng tôi đã chủ động phát hiện cái mỏ đất săn lấp tại đồi Vũng Nhựa thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền của được là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho là công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh. Trong quá trình là khai thác theo quy định thì doanh nghiệp này đã là phát hiện thì có khoáng sản lạ mới mà đã không báo cáo cho cái Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật, thì chúng tôi đã là tham mưu cho là giám đốc công an tỉnh cũng như là chủ tịch ủy ban nhân huyện để coi như là có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Từ đó đến nay, phía công ty Trường Thịnh khẳng định là đã dừng hoàn toàn việc khai thác và đang chờ cấp phép lại cho khu mỏ này. Tuy nhiên, qua theo dõi nắm địa bàn, chính quyền địa phương phát hiện lợi dụng những ngày cuối tuần, hoạt động khai thác lén lút vẫn diễn ra. Kiểm chứng thông tin này thì vào thứ Bảy ngày 16 tháng 3, phóng viên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt và bắt quả tang một xe múc đang hoạt động lén lút. Từ khoảng 11:30, tôi nghe được điện thoại của Tư Anh Cương. Tư Anh Cương cũng là anh em trong công ty, là anh có điều hành tôi là một chuyến xe. Là chở cho nói chung là ông kiếm ông xin thì gì tôi không biết nhưng mà nghe nói là xin về đổ cho ông ấy. Thì khi mà múc xong một xe thì tôi dùng một chiếc xe hiện tại đang nằm ở đây, là tôi có một xe là 8 khối. Qua kiểm tra thực tế thì hiện nay là đào một cái hố sâu thì với khối lượng ước tính thì còn tầm khoảng gần 200 mét khối. Hiện nay là họ đã chở đất săn lấp đi là tầm khoảng 200 mét khối, thì hiện nay chúng tôi đã lập biên bản hiện trường đó để làm cơ sở để xử lý sau này. Vụ việc hiện đang được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với trách nhiệm của mình, tôi đã chỉ đạo cho cái tổ công tác, trong đó bao gồm cả đại diện chính quyền của thị trấn Phong Điền, các cơ quan chức năng của huyện, cụ thể là Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường và Công an huyện đã trực tiếp đến kiểm tra cái hiện trường. Về quan điểm chỉ đạo thì tôi sẽ chỉ đạo cho các cơ quan chức năng và chính quyền của thị trấn Phong Điền là phải là kiểm tra, đánh giá tính chất mức độ vi phạm. Trên cơ sở đó là phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi khai thác khoáng sản trái phép dù đã có chế tài khá mạnh, nhưng so với lợi nhuận đem lại thì vẫn không thấm tháp gì. Đây là thực tế đã và đang diễn ra, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến vấn đề tài nguyên môi trường. Chính vì vậy, bên cạnh tăng cường công tác quản lý các mỏ đa cấp, các cơ quan chức năng cần xem xét, cân nhắc cẩn trọng trong khâu cấp phép, tránh tình trạng chảy máu tài nguyên như trong thời gian vừa qua.